Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài miền Trung hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xổ số miền Trung hôm nay có hai đài Đắk Lắk và đài Quảng Nam. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử xổ số miền Trung: giải 8, đài Đắk Lắk 5, đài Quảng Nam 0, 2. Giải 7, đài Đắk Lắk 4, 3, 6, đài Quảng Nam 8, 9, 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.